cái số tiền mà dành ra nên tập trung vô này trước đi, bởi sao nó nằm cốt lõi trong cái chiếc xe, nằm sâu trong chiếc xe, mình phải xử lý được nó. Còn những cái dàn ngoài như bố tháng nhâm sinh dĩ của phụ quán ba rồi, thực sự là mình có tiền mình làm được hết rất là dễ đó, cho nên là mình phải ưu tiên nó hàng đầu để mà cái xe chạy nhẹ không hao xăng đồ. Rồi chào 500 anh em YouTube, thì hôm nay sẽ tiến hành là bảo dưỡng xe AB 110. Xe của em là FI xăng co. Xe của anh là xăng là bình xăng con. Thì anh trai này á rất là chuyên nghiệp. Thì sau này các bạn nếu mà định hướng được vậy thì càng tốt. Thì đa số các bạn hỏi mình, nhưng mà sẽ có nhiều người mình không trả lời, bởi vì sao? Đầu tiên là xe mình không thấy. Và cái hai nữa, các bạn không nói dòng xe các bạn sử dụng, hoặc là có rất là nhiều người người ta hỏi rất là cục xúc. Người ta không rõ chủ ngữ, vì ngữ không rõ cái xe gì, không rõ có bao nhiêu tiền, hoặc khi mà đã báo giá thì lại nói mắc rồi, khi báo giá lại nói rẻ quá, muốn làm nhiều hơn, nó đủ thứ hết. Thì bây giờ là anh trai chủ xe này rất là chuyên nghiệp, thì ảnh ghi là ảnh tên mình đó, biển số xe của ảnh, số điện thoại của ảnh, và ảnh nói rõ luôn mình là chi phí anh có 20 triệu, thì rất là hay. Rồi anh cần là bảo dưỡng xe ảnh, thì cái xe này đi bao nhiêu lâu rồi? 2007 14, 15 năm. Là xe này em đi mình em đó giờ luôn. Không, gia đình em đi rồi, em mới đi rồi. À. Thì ảnh sẽ soạn ra sẵn cho mình là bảo dưỡng xe, tình trạng là xe rung đầu khi chạy, nhỏ hơn 55, thắng mòn, xe không sử dụng một ngày, đờ máy không nổ phải đạp, đờ máy kêu to, đèn trước mờ, lớp bánh xe sau mềm. Dàn áo thì thay thế là ốp bô, ốp dưới, phần để chân, hai gác chân sau. Thì mình nói rõ ràng, thực sự là có thể sẽ không đủ, bởi vì máy mình chưa gỡ ra, mình không biết bên trong như thế nào. Thì mình sẽ tập trung vô phần quan trọng á, là mình làm gì, mình tập trung vô phần quan trọng là mình làm cái máy. Và mình thay tấm đỡ chân này nè, và cái bơm xăng có nổ rồi đó. Thì tại sao lại như vậy? Bởi vì khi mà rút cái xe ga ra thì mình giải quyết phần máy, ví dụ chủ xe mà thoải mái về kinh tế thì sẽ rất là dễ. Còn chủ xe có một cái giới hạn cho phép, thì mình nên làm cái phần quan trọng trước. Sau khi mà giải quyết phần quan trọng xong, dư tiền mình làm máy kia, còn không dư tiền mình dừng lại, sau này mình làm. Bởi vì tất cả, ví dụ những cái dàn hoài mà sẽ rất dễ xử lý. Thì bây giờ mình tiến hành gỡ xe này ra, mình kiểm tra nó cho các bạn coi. Rồi chào mọi người. Rồi chào 500 anh em YouTube. Thì đây là cái máy của xe AB, tay tháo ra. Thì đầu tiên các bạn coi nè, xe AB 110 là nó phải bu ri chân dài, mà đi bu ri chân ngắn thấy nó thụt cái đầu bu ri vô trong không? Đúng của nó là phải đi chân dài, nó lồi ra hoài nha các bạn, nó lồi ra cái mặt chảo nè mới đúng. Rồi tiếp đó mặt nhôm này là hư nát luôn, nói chung nguyên cụm nồi sau á là hư nguyên bộ nồi luôn, là cạnh này là mọn nhọn luôn rồi. Nồi bu ri nè. Rồi gắp nè, tu sơ mi nè, 1 2 cao su hư nè, đây là 3 nè, đóng sumi lại. Cái này cũng vậy. Đó, hư nét hết. Thì giờ mình sẽ làm lại cho chủ xe. Thì cái này á, nói thẳng luôn với các bạn, thì một cái xe đi cũ mà những xe bên này đó, như các bạn thấy chủ xe người ta chia sẻ là mười mấy năm không à. Nó không hư cũng lạ. Chứ đừng có đổ từ ai đó. Thực sự ví dụ như là nếu mà một cái xe đã bung đã trẻ rồi thì giống như đổi thừa thợ ráp ẩu ráp gì, nhưng mà còn cái xe này á là đúng là người ta có thay nhông sơn dĩ, hoặc là thay người ta thay bố tháng sau, hoặc là người ta mở giáo xe gì nó gãy tuôn những ốc này thì xe ga thường bị, đó là bình thường đó. Nhưng mà quan trọng là mình khắc phục lại cho người ta như thế nào, có hay không, rồi có máy có vừa ý chủ xe hay không. Rồi cảm ơn mọi người, cuộc đời chủ xe nó kêu to mình sẽ làm lại cuộc đời luôn. Rồi chào 500 em YouTube, thì bây giờ mình sẽ chọn đồ ở đầu mình ráp máy cho xe AB 110. Thì cái dòng xe này á, các bạn ít thấy xuất hiện trên những clip của mình nhiều, nhưng mà thực sự là mình cũng làm được khá khá dành cho anh em với lại mấy bà chị đi chợ múp lắm. Rồi thì giờ đầu tiên làm gì nè, giờ giới thiệu tổng quan đi ha. Thì chắc là riêng về dòng xe ga thì cũng ít người quay chi tiết về cho các bạn coi, và cũng ít người chịu thay đồ nhiều như vậy. Đầu tiên là phải rửa, làm xe nào cũng phải rửa thì sạch hết. Và sau đó là dơn, là mình thay tay dơn. Sau khi thay dơn xong mình thay bạc đạn dơn, và mình sẽ thay bộ bạc đạn láp. Đó, mình thay bộ bạc đạn láp. Rồi xe này chủ xe thay láp không Rí? Không.
xe này không hú lắp là không thay. Qua đó là tất cả là nồi nè, là phốt bu ly, rồi là mình làm hết. Và mình thay bật đèn bu ly là NTN xịn luôn. Và hai cái phốt bu ly trong đây là mình xài của Ý nha các bạn. Cái này không có quăng bơm nha, tại lỡ gắn vô rồi chứ không review cho coi. Bố thì đợt này là mình xài là bố xanh chứ không phải là xài bố hãng. Đó, đợt này là mình xài bố xanh thì có sao nói vậy. Cũng có lý do để xài á, chứ không phải là xe nào cũng xài bố xanh, mà cũng phải xe nào cũng xài bố hãng, sẽ tùy trường hợp. Bật đèn lắp thay ha. Thay luôn bật đèn bên này. Lồng á là mình sử dụng là bê tông cốt 1. Và bạc cốt 1, chính hãng Thái Lan luôn. Đó, này là hộp bê tông nè. Rồi tất cả ron chân, ron lồng, ron ghi lát, xin bơm nước, cốt bơm nước, cốt nước là xài cốt nước hãng, phốt bơm nước hãng luôn nha các bạn. Cái bộ phận này rất là quan trọng. Nhông phóng đề là mình thay nhông phóng đề hãng luôn. Đó, cao su đổ sinh cam Thái Lan, rồi ron riết mặt nhôm nồi đồ thay full hết toàn bộ. Tất cả chi tiết máy. Và sẽ có một cái nữa là nó là của Nhật. Mắc cực kỳ. Thì cái xe này là xe AB xăng cơ, là nó xài bình xăng con chứ không phải là nó xài phun xăng FI, nhưng mà nó có bơm xăng hay không thì xin phép thưa các bạn là có. Và cái này là trong hãng vẫn dùng từ là bộ bơm xăng luôn. Thì khi mà một cái xe đã dành 20 triệu ra để mà sửa chữa cho một cái chiếc xe, mình hãy tập trung vào những phần quan trọng nhất. Thì phần quan trọng nhất là gì? Là chi tiết máy. Thì chi tiết máy mình phải lựa chọn là đồ chính hãng là một. Nếu mà thay thế được bằng đồ Thái thì càng tốt, hoặc thay thế bằng đồ Ý hoặc đồ Nhật thì càng tốt. Thì đây là cái bộ bơm xăng. Bộ bơm xăng này á thì nó rất là mắc tiền, và cái xe chạy hao xăng hay là không hao xăng đồ là do cái này. Thì số tiền á dành ra đó, ở trên cái bơm luôn nó cũng ghi là mắc anh gia băng nè. Cái số tiền mà dành ra nên tập trung vô này trước đây, bởi sao nó nằm cốt lõi trong cái chiếc xe, nằm sâu trong chiếc xe, mình phải xử lý được nó. Còn những cái dàn ngoài như bố thắng nhông sinh dĩa của phụng tháng 3 rồi, thực sự là mình có tiền mình làm được hết, rất là dễ đó. Cho nên là mình phải ưu tiên nó hàng đầu để mà cái xe chạy nhẹ không hao xăng đồ. Rồi thì bây giờ là mình tiến hành mình ráp vô, và ráp một cái chiếc xe AB 110 khó hay dễ, xin phép thưa với anh em, làm không khéo là chạy cái xe không nhẹ. Cái xe AB 110 rất là khó chịu nha. Rồi cảm ơn mọi người, mình tiến hành ráp. Cái hộp lọc gió của xe AB 110 này rất là khó thay. Khi mà các bạn muốn thay một cái lọc gió xe AB 110 này, các bạn phải nói chung là tháo ra rất nhiều chi tiết mới thay được cái này. Thì khi mà mình chạy máy nè, thì mình tháo cái lọc gió ra luôn. Mình sẽ kiểm tra và thay lọc gió chủ xe. Thì đây là một trong những cái quan trọng mà cần làm trước. Bởi vì sao? Bởi vì cái lọc gió này khi mình lên xe, mình sẽ quay cho các bạn coi, nó rất là khó thay, không thể nào mở ra thay được hết. Đất cát đồ không à, cái này là đi hao xăng là đúng rồi. Rồi mình tiến hành mình mua cái lọc gió hãng mình thay vô chủ xe ha. Cảm ơn mọi người. Rồi chào 500 em YouTube. Thì sau khi mình làm máy xong, mình hoàn thiện dàn chân xong, thì mình tiến hành bỏ rửa chủ xe rồi mình ráp vô. Đó, mình bỏ rửa trong cho nó sạch sẽ lại nè các bạn. Thì những con ốc mà hư hoặc là cũ xé mình cũng cho một vài con thay thế, mà cho là cho ốc hãng nha. Phục sau này thì mình thay mới full phục sau. Bởi vì phục sau của ông cha này sau đây là hư răng rồi. Cái xe AB mà hư răng này rất là quan trọng, bởi vì cái chỗ này cái miếng sắt này nó mỏng quá, các bạn không thể xử lý lại được, không đóng sơ mi hay gì đâu được. Một là lóc kê ốc, bắt ốc dài lóc kê vô, hai là thay phục mới. Này là mình thay phục mới luôn, và mình làm cái xe này là đang dư tiền của chủ xe đó. Để thắng đồ làm ngon lành đồ lại rồi, thay cốc km, làm cổ phục cũng ba đồ đó. Chiều và giao xe luôn các bạn. Rồi chào 500 anh em YouTube. Chốt lại bao nhiêu tiền làm những gì? Chốt lại là 17.200.000. Thì chủ xe là cho 20 triệu đúng không? Nhưng mà làm hết luôn 17.200.000. Đầu tiên làm gì? Làm máy, thay bơm xăng, lọc xăng là mình quay cho các bạn coi của Nhật rồi. Lọc gió, lọc gió nè. Tại sao mà kêu khó thay nè các bạn thấy không? Nó nằm vậy đâu có mở ra được đâu. Lấy ra là nó đụng bánh đụng đồ liền. Cho nên là rất là nhiều người ta làm biến thay cái lọc gió xe này là vậy, phải gỡ rất là nhiều thứ mới thay được cái lọc gió. Cao su hết chân sau. Dây ga.
vậy rất là quan trọng á. Về tháng đó thì 4 tháng sau lúc mà mình mở ra sẵn mình làm luôn, 4 tháng sau thay vỏ luôn, thay vỏ sau trước, để thay một cái vỏ sau thôi nha, vỏ trước không thay, nói chung là mà kinh tế vừa phải, đóng tăng bu bánh sau nè, để cho bóp tháng rồi nó đầy tay lại, thay cái dĩ bô, làm cổ phục chắn ba, gắn dùm cặp móc treo đồ, rồi làm van dồi không ruột, rồi tổng hết là 17.188.000. Xong. Còn êm nhẹ hay gì đó thì để chủ xe tự đánh giá. Mày đừng có quay nói nha. Đó, anh chủ xe nói gì không? Anh nội chạy em. Anh nội chạy em nhẹ lắm, nhẹ luôn, cửa thằng này kia ra nhẹ. Mày đừng có quay người ta. Xe dạ. Bây giờ mới làm không có biết. Yeah. Quan trọng là đi 2-3 tháng, 3-4 tháng đồ bền thì không bền mới biết. Dạ. Yeah. Nhưng mà cảm nhận đầu tiên khi chạy vòng thì sao? Lên ga nó nhẹ hơn lúc trước rất nhiều. Tháng thiếu rồi an toàn. Tháng dạ đó. Cái dòng chị... xe đỡ lãi hơn không? Nó lắc ha. À. Có nó cứng hơn là cái xe bánh sâu cái gấp á, có ví dụ có 5 ốc rồi, 5 ốc nó tuột sơ mi hết 5 ốc rồi. Còn phù con sâu rớt ra hoài luôn rồi. Khi đồ xuống à. Yeah. Phù sâu rớt ra hoài luôn rồi. Nói chung bữa anh làm máy trước, anh làm máy xong anh tính kinh phí đồ là anh quyết định là anh thay nguyên cái phục luôn. Chứ mà nếu mà giống như vậy nó lố tiền hay gì đồ là anh cũng chêm hai con té anh xiết lại cho em mà. Anh thấy dư kinh phí luôn anh thay luôn rồi. Anh nói khỏi hỏi, nó kêu khỏi hỏi em, anh nói khỏi hỏi tôi dư quá chừng rồi. Rồi vậy làm mà có bảo hành á, giờ đi có gì qua chăm chỉnh. Rồi vậy thôi.